Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Mavis. Tôi là Nguyễn Ngọc Xuân Mai, người sẽ đồng hành và chia sẻ với tất cả các bạn những kiến thức kinh doanh online thực chiến và những bí quyết về làm đẹp. Hiện tại Mai là CEO của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Mayu và là founder của thương hiệu mỹ phẩm Mavis Beauty is Power. Thế các bạn, thì hiện tại chị em phụ nữ chúng ta đang quan tâm nhiều nhất đến vấn đề gì? Theo khảo sát cho thấy, hai vấn đề mà chị em chúng ta đang quan tâm nhất đó chính là làm đẹp và tự chủ tài chính. Xã hội ngày càng phát triển và nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng cao, các chị em của chúng ta đang dần ý thức được việc chăm sóc bản thân và phải luôn luôn xinh đẹp ở mọi nơi, nhưng không phải ai cũng biết được những cách thức chăm sóc và làm đẹp đúng cách. Chính vì vậy, Mai sẽ hướng dẫn cho các bạn những cách thức làm đẹp hiệu quả và đơn giản nhất, và Mai tin chắc rằng các bạn có thể dễ dàng thực hiện ngay tại nhà. Song song đó, việc tự chủ về vấn đề tài chính được các chị em quan tâm hàng đầu, đặc biệt là các mẹ bỉm sữa. Đó là những người phụ nữ hàng ngày tất bật chăm lo cho con và cho gia đình, không có thời gian đi làm, cũng không có được những cái nguồn thu nhập riêng và phải phụ thuộc hoàn toàn vào chồng hết. Họ không được làm những cái điều họ thích, và đó là một cái nỗi đau mà họ không thể tỏ bày với ai. Họ khao khát có được tự do và có được tài chính để họ có thể được làm những cái điều mà họ thích. Và đó chính là cái nguồn động lực đã tạo ra cái làn sóng kinh doanh online, và đã có rất là nhiều chị em thành công rực rỡ trong cái việc kinh doanh online này. Thế nhưng khoảng cách từ lúc bắt đầu cho đến khi thành công là cả một quãng đường rất là dài. Làm thế nào để có thể đạt được thành công trong kinh doanh online, đó là một cái bí mật mà ngày hôm nay Mai sẽ bật mí cho tất cả các bạn biết được cái bí quyết thành công trong kinh doanh online sau những cái trải nghiệm và những cái điều mà Mai đã tích lũy. Các bạn sẽ biết được từng bước các bạn sẽ phải làm gì, cách thức thực hiện ra sao và làm như thế nào để có thể đạt được cái thành công mong muốn. Hãy follow để theo dõi kênh YouTube của Mavis nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Diễn. Đó chưa là cắt đi. Thì cứ gãy đi rồi tí cách.